Hi, tí hỏi xin chào các bạn. Bánh mì thì quá là nổi rồi, nhưng liệu các bạn có biết những tiệm bánh mì đắt khách ở nước ngoài không? Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu những tiệm bánh mì nổi tiếng ở nước ngoài được nhiều người dân bản địa đánh giá cao, góp phần quảng bá bánh mì Việt Nam ra thế giới. Nhật Bản. Tọa lạc trên đường Wasaradori gần ga Takadan Oboba. Bánh mì sandwich là một trong những quán bánh mì Việt ngon nổi tiếng tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Bánh mì tại đây gồm có 5 loại nhân cho du khách lựa chọn, bao gồm bò nướng, heo, gà, dăm bông, pate. Quán khá đông vào giờ ăn trưa, nên nếu bạn đến đây để mua, thì bạn sẽ phải đợi ít nhất 20 phút. Mỗi ổ bánh tại đây có giá khoảng 550 yên, khoảng 115.000 đồng. Nếu bạn muốn ăn cỡ nhỏ, thì có thể yêu cầu nhà hàng chuẩn bị. Và giá của loại bánh mì nhỏ này là 300 yên, khoảng 65.000 đồng. Cùng với tiệm bánh mì sandwich, bánh mì Xin Chào cũng là địa điểm bánh mì Việt ngon nức tiếng tại Nhật Bản. Hiện tại quán có 6 món chính, bao gồm bánh mì chả, bánh mì thịt heo, bánh mì thịt gà nướng, bánh mì ốp la, bánh mì thịt muối, bánh mì chả bò và bánh mì đặc biệt. Nguyên liệu chả của quán được cung cấp bởi một công ty thành lập của người Việt đang sinh sống tại Nhật. Cà phê thì được nhập trực tiếp từ Việt Nam, các nguyên liệu khác do quán tự làm. Đây là một trong những cửa hàng bán bánh mì chạy nhất thành phố, tọa lạc ở ngõ Wasaradori, khu Takadan Obama. Theo trang Japan Times, du khách cần đến sớm trước khi cửa hàng mở 20 phút để không phải xếp hàng lâu. Trên TripAdvisor, quán bánh được chấm 4,5 trên 5 sao. Nhiều người Nhật nhận xét, bánh mì ở đây có hương vị ấn tượng, gần giống với món ăn cùng loại họ đã thưởng thức ở Việt Nam. Tokyo còn nhiều quán bánh mì khác như Xin Chào của du học sinh người Việt Bami Oshi và Epis Bánh Mì. Hàn Quốc. Tọa lạc ở địa chỉ 241-30, Nam Đông, quận Mapo, Cheon, Hàn Quốc. Quán bánh mì Phượng là địa chỉ tiệm bánh mì Việt nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi. Bánh mì Phượng vốn là thương hiệu bánh mì Hội An nổi tiếng quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Dù chỉ mới khai trương vào tháng 5 năm 2019, quán bánh mì đã nhanh chóng gây sốt với những hình ảnh dòng người xếp hàng chờ thưởng thức. Quán có 3 tầng thoáng đãng, thiết kế mang đậm chất cổ kính của Hội An, với gam màu vàng rực, trang trí hoa giấy, xích lô, nón lá nổi bật giữa khu phố. Bên cạnh đó, bảng hiệu bánh mì Phượng được viết gần như hoàn toàn bằng tiếng Việt, thậm chí còn để cả địa chỉ tại Hội An. Giá bánh mì Hàn Quốc dao động từ 7.000 đến 800.000 won một chiếc, tương đương với 140.000 đến 160.000 đồng trên bánh. Tại đây, hương vị của bánh đạt khoảng 70 đến 80% hương vị gốc ở Hội An. Ngoài men bánh mì nhập khẩu từ Việt Nam sang, các nguyên liệu còn lại đều được mua tại Hàn. Tiệm bánh ở Hàn Quốc có không gian ngồi cho khách. Nếu ở Hội An quán phục vụ hơn chục loại khác nhau, tại Seoul thực khách chỉ có thể chọn nhân thịt nướng, gà với phô mai, thịt bò hoặc thập cẩm. Đây cũng là các loại nhân được khách chuộng nhất ở Hội An. Các loại rau ăn kèm trong ổ bánh mì không kém phần đa dạng so với các loại nhân, gồm dưa leo, ngò, xà lách như phiên bản Việt. Quán nhỏ ở Hàn Quốc còn phục vụ thêm các loại cà phê như cà phê cốt dừa, cà phê sữa đá. Chủ nhân thương hiệu này, bà Phượng, đã đến Hàn Quốc để truyền đạt công thức cho ra ổ bánh mì ngon nhất. Bà chia sẻ, thứ khiến ổ bánh mì níu chân du khách là các loại nước sốt được pha chế theo công thức chỉ có riêng ở tiệm. Hồng Kông, Trung Quốc. Le Petit Sài Gòn là nhà hàng món ăn Việt Nam nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc. Bánh mì chính là một trong những món ăn hấp dẫn tại đây. Thực khách có nhiều lựa chọn, từ bánh mì truyền thống nhân thịt heo đến bánh mì gà và có cả bánh mì chay nhân đậu phụ cho những người không ăn thịt. Đầu bếp Thai Ipan của nhà hàng này từng chia sẻ với SCMP rằng cô bị mê hoặc bởi sự thơm ngon từ món ăn nhiều nguyên liệu có nguồn gốc bình dân. Mỗi tháng, cô mời đầu bếp từ những nhà hàng khác trong tập đoàn để tự sáng tạo ra phiên bản bánh mì của riêng mình. Tháng 10 năm 2019, chiếc bánh Tandoori Chicken Tikka, tạm dịch là bánh mì gà nướng xiên qua trong lò đất do Parat Mitra, đầu bếp của một nhà hàng có sao Michelin, đã được thêm vào thực đơn. Quán được đánh giá 4 trên 5 và 4,5 trên 5 sao trên hầu hết các nền tảng, một số phản hồi của thực khách. Shannon Road, bánh mì thực sự ngon, được làm bằng nguyên liệu tươi, chất lượng cao. Nhân viên phục vụ luôn thân thiện, một nơi tuyệt vời để lấy một bữa ăn lành mạnh, đặc biệt là để mang đi. Ali Asim, trong một thành phố mà bạn có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời, một nơi phải thật tuyệt vời để muốn quay trở lại. Đây là một trong số ít những nhà hàng ở Hồng Kông. Bánh mì có thể không hoàn toàn đích thực, nhưng hương vị thì tuyệt vời thực sự.
Starasi. Bên cạnh Legoson Sài Gòn là Lepti Sài Gòn, một cửa hàng bánh mì nhỏ với một thực đơn ngắn gồm các lựa chọn mang đi. Tất nhiên là bánh mì, một vài món ăn và đồ uống bao gồm cả quán cà phê sữa đá. Họ có thịt lợn, thịt gà, đậu phụ và xíu mại, thịt viên thịt lợn và mỗi chiếc bánh sandwich giá khoảng 88 đô Hồng Kông. Một chút đắt tiền đặc biệt là đối với những người trong chúng ta từ California, nhưng nó là tốt. Bánh mì được nướng trong lò nướng và bánh sandwich được làm tươi để đặt hàng. Nếu bạn đang đi dạo quanh Star Street và đang di chuyển, bạn có thể ghé vào để thưởng thức một chiếc bánh sandwich. Phần thưởng, nó được bọc trong giấy bánh sandwich đẹp nhất từ trước đến nay. Anh. Bánh mì Eleven là thương hiệu bánh mì Việt nổi danh trên đất London, Anh. Tiệm bánh được xây dựng bởi hai cô gái người Việt sinh sống và làm việc ở Anh. Ban đầu, bánh mì Eleven chỉ là một quầy hàng nhỏ trong khu chợ Broadway, London. Không chỉ được các tờ báo hàng đầu nước Anh như The Guardian, The Telegraph hay BBC ca ngợi về món bánh mì mang đậm hồn Việt. Cửa hàng bánh mì Eleven còn nhận được sự yêu thích đặc biệt của người London, vốn nổi tiếng cầu kỳ, kỹ tính. Chúng mình cùng tìm hiểu xíu xíu qua lời kể của một trong hai chủ cửa hàng là cô Vân Trần. Chúng tôi là người đầu tiên kinh doanh bánh mì Việt Nam ở London. Thật khó để chọn ra món ngon nhất của Việt Nam để trở thành thế mạnh, vì phở dường như đã quá phổ biến ở các khu người Việt trên toàn thế giới. Tôi chọn bánh mì vì nó là một ổ hài hòa. Bên ngoài mang cái nhìn rất phương Tây, nhưng nội dung bên trong từng ổ là hương vị Việt Nam đậm đà. Ở nước Anh, đa phần mọi người đều biết đến đồ ăn Việt qua phở. Ngay từ ngày đầu, khi chúng tôi đã bắt đầu bằng một quầy chợ nhỏ cuối tuần Broadway Market, chúng tôi quyết tâm gìn giữ cái tên tiếng Việt bánh mì, chứ không muốn thay thế bằng bất kỳ cái tên nào khác và chọn nó thành tên của doanh nghiệp. Số 11 tượng trưng cho 11 mẫu cắn của tình yêu, của nỗi nhớ quê nhà, của niềm mong mỏi mang hạnh phúc đến cho người khác thông qua ăn uống. Chính nhờ nỗ lực của chúng tôi mà giờ đây, bánh mì nằm trong từ điển Oxford. Chúng tôi có thể nói là những người đầu tiên bán bánh mì ở đây và đã cố gắng giới thiệu cho thế giới biết đến ẩm thực Việt Nam xinh đẹp như thế nào. Bếp House là dự án lớn của chúng tôi với nhiều hướng đi nội tại. Trong tương lai, căn bếp đó sẽ ngày càng rộng lớn hơn. Cùng với thương hiệu bánh mì Eleven và Bếp House, chúng tôi còn cung cấp phục vụ đồ ăn cho các sự kiện, phân phối các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, thực đơn đa dạng thay đổi theo mùa, với định hướng mở rộng nhiều chi nhánh ra ngoài London và thậm chí ngoài UK. Tôi muốn tập trung vào việc phát triển không ngừng, cùng lúc đó chú trọng vào những giá trị cốt lõi, những việc mà chúng tôi đang làm tốt nhất, hay nói cách là năng động trong đổi mới nhưng vẫn giữ được tính chất cô đặc riêng của mình. Chúng tôi đặt chất lượng lên hàng đầu và phát triển con người, trong nội bộ và cả với đối tác. Mục tiêu trên hết là đưa Bếp House trở thành một thương hiệu toàn cầu, không chỉ mong mang món ăn Việt và sản phẩm Việt đến người tiêu dùng quốc tế. Tôi muốn mình sẽ có thể đưa những giá trị ẩm thực Việt Nam như việc chọn lựa và nấu nướng những nguyên liệu thiên nhiên theo mùa và xuất xứ từ địa phương vào một môi trường hiện đại. Qua đó, tôi muốn đưa việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn, khơi dậy tình yêu nấu ăn như một nghệ thuật và giúp con người khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Mỹ. Trong số những cửa hàng bánh mì Việt có mặt tại Mỹ, thì Bún Mì chính là địa chỉ nổi tiếng, thu hút đông du khách ghé đến và thưởng thức tại San Francisco. Không chỉ bán bánh mì, tại quán cũng phục vụ một số món ăn đặc sản Việt Nam như bún bò, phở. Austin, Texas, Hoa Kỳ. Sandwich bánh mì gà tuyệt vời. Tôi đã thử vị trí Bún Mì tại nhà ga số 3 tại SFO một vài lần khi tôi chuyển chuyến bay. Tôi luôn vui vì tôi dừng lại để có được một trong những chiếc bánh sandwich ngon của họ. Trong một chuyến thăm gần đây đến San Francisco, tôi đã phải thử cửa hàng trên phố Fillmore. Tôi dừng lại một trong những đêm cuối cùng của tôi ở đó và gọi 5 gia vị bánh mì kẹp thịt gà và một món khoai lang chiên. Bánh sandwich với nội thất mềm mại và bên ngoài giòn thật ngon. Bánh sandwich gà bôm mê, 5 gia vị nướng đi kèm với mayo caramel, hành tây cạo râu, cà rốt ngâm và daikon, dưa chuột, jalapenos và rau mùi. Thực sự là một bữa ăn tuyệt vời. Khoai lang chiên cũng được nấu chín hoàn hảo và là một món ăn kèm tuyệt vời. Khoai tây chiên ăn kèm với nước chấm cà ri Maro rất ngon. Charles B. yêu phở gà, nhanh chóng và giá cả hợp lý trừ bia. Tôi dừng lại ở đây mỗi khi tôi bay ra ngoài bị ràng buộc. Chocolate P.
Sacramento, California, Hoa Kỳ. Xuất sắc, một nơi nhỏ nhưng đáng để ghé thăm. Bánh mì ấm và giòn, cà rốt bào sợi và daikon này rất giòn và tươi. Thịt ngon ngọt, nếu bạn thích nó cay, hãy thêm sriracha và jalapeno. Tôi đã đến đó 2 lần vào ngày hôm qua để ăn trưa. Đứa con gái 11 tuổi của tôi đã thử nó lần đầu tiên và đã vượt qua nó. Đây là những địa điểm hoành tráng mà bạn có thể tìm thấy bánh mì Việt Nam ở các nước trên thế giới. Qua đây, chúng mình mới thấy độ hot của bánh mì là như thế nào. Các bạn còn thấy cửa hàng nào nổi tiếng không kém, hãy chia sẻ xuống dưới video nha. Còn bây giờ, em xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.